Hi everyone, welcome back to Vicky Lee Home Tour. As you can see, I'm not touring any home outside. So I'm sitting in my studio to wish all of you a happy Lunar New Year. I wish all the best for all of you. Great health, great happiness, and a very successful year. Vicky xin chào mọi người. Mọi người cũng thấy là hôm nay Vicky không có ở ngoài trời để quay video tour cho mọi người cùng xem đúng không? Nhưng mà hôm nay Tết gần đến rồi, mọi người cho Vicky nghỉ xa hơi một chút xíu để Vicky có những cái thời gian để đi mua sắm những cái bông hoa hoặc là những trái cây để trang trí trong nhà để cho có một cái mùa xuân thật là ấm cúng nha mọi người. Thì trước thềm năm mới, Vicky chúc mọi người một năm mới an khang, thịnh vượng, phát tài, phát lộc và có rất là nhiều niềm vui trong cuộc sống. Bên cạnh đó có rất là nhiều sức khỏe để chúng ta cũng có thể là hưởng thụ một cuộc sống thật là vui tươi hơn. Thì hôm nay Vicky sửa soạn là mình đi tới khu vực thành phố Westminster nằm ở miền Nam California mình. Thành phố này có rất là nhiều người Việt Nam cư ngụ. Thì Tết đó, thì nhộn nhịp nhất là cái thành phố này, cái chợ và những cái chợ Tết. Người ta trưng những gì và người ta bán những gì thì Vicky sẽ mời mọi người cùng đi với Vicky ha. Thì mọi người cũng biết là Tết thì thường thường là mình có hoa mai, mình có rất là nhiều trái cây để mình mua về để mình trưng ở trong nhà, mình trang trí cho nhà nó có một cái ấm cúng của mùa Tết nha mọi người. Bây giờ thì Vicky mời mọi người cùng với Vicky đi tới thành phố Westminster trong khu vực Phước Lộc Thọ, trước cửa Phước Lộc Thọ để mình coi một cái chợ Tết bán những gì ha. Còn riêng Vicky thì Vicky rất là thích áo dài nè, rồi Vicky thích hoa mai, Vicky thích rất là nhiều trái cây để trưng trong nhà. Thì như vậy thôi, giờ chúng ta cùng nhau đi thôi mọi người. Vicky xin chào mọi người, hôm nay Vicky đang trên đường đi chợ Tết ở trên thành phố Westminster. Chắc là trong video của Vicky á, Vicky ít có nói tới thành phố Westminster đúng không mọi người? Thành phố Westminster là đông người Việt Nam mình cư ngụ. Thì mọi người mà ở tiểu bang khác, khi mà mọi người qua đến Nam Cali thì mọi người sẽ đi coi cái Asian Garden Mall là khu Phước Lộc Thọ đúng không? Hôm nay Vicky có dịp này để quay một cái video clip để cho mọi người xem chợ Tết trưng bán như thế nào. Mọi người ơi, Vicky đã tới Phước Lộc Thọ rồi. Bây giờ Vicky sẽ vô quay video cho mọi người xem ha. I'm arrived at Asian Garden Mall in City of Westminster. They have a market before Lunar New Year, so a lot of people came here to buy a whole bunch of flowers to decorate their living room or special place to honor their passed away relative. So a whole bunch of different type of flowers. Let's go in there and explore all together. Bây giờ là Vicky đang đi vô Asian Garden Mall đây mọi người, là Phước Lộc Thọ. Thì hôm nay á, thời tiết bên Cali á, thì rất là lạnh nha. Với lại trời cũng đang chuyển mưa nữa. Nên tất cả mọi người đều tới đây để mua những cái hoa để về mình trưng Tết đó mọi người. Chị đang đi một cái tới Phước Lộc Thọ đây. Các anh các chị đang bưng hoa mai về trưng đây. Đây là Phước Lộc Thọ đây mọi người. Đây là park trên ở ngoài sau ha. Ở đây là người ta cũng trưng bày rất là nhiều thứ để cho mùa Tết. Loại khu hàng nghìn con. Đây có những cái ngân hàng, đi gian hàng bán rất là dễ thương. Cho qua đây nữa à? YouTube là gì? Dạ. Đây là những gian hàng bán áo dài cho Tết. Có cái áo màu này rất là dễ thương. Ở
nào. Con cũng mi nhon lắm á, sao kỳ vậy? Hay là tá cá này nè. Bỏ cá này ra. Để con vô con thay, nhưng mà cô coi giùm cho con coi có màu, màu trắng này cũng được nè. Có extra large không? Màu trắng này cũng được nè cô. Rồi bây giờ mình quyết định là mình lấy cái bộ màu vàng này mọi người. Đây là chị chủ đây nè. Ai muốn mua hàng thì tới số là phận. Mấy cô đăng ký kênh dùm cho con nha. Đây là mấy cô mấy chú đây nè, mua sắm đồ Tết rồi mọi người ơi. Đây là chị chủ nha, nhớ tới Phước Lộc Thọ vô tiệm của chị ấy nha. Vinatron. Dạ, tiệm Vinatron. Cảm ơn mấy nha, mấy cô nha, mấy chị nha. Đây xài lát qua đó. Dạ, bye bye. Rồi bây giờ mình mua đồ xong rồi nè mọi người ơi. Bây giờ mình tiếp tục mình đi coi tất cả mọi người sắm đồ Tết nha. Ở trong này cũng có bán sườn xám đẹp lắm luôn nè. Để mình ghé vào mình coi cái sườn xám này coi nha. Thấy nó cũng dễ thương. Trong này rất là nhiều muốn gì có đấy. Hai bên Phước Lộc Thọ này, cái này là ở dưới lầu Phước Lộc Thọ thôi nha mọi người. Okay, thank you. Ở hôm nay thì cũng không có đông lắm đâu, nhưng mà Vicky nghĩ là giữa tuần đó thì người ta sẽ rất là đông. Này cô bán mấy cái hàng như thế này đây nè. Mình đi tới đây rồi nè mọi người. Ở tiệm bên đó có lồng đèn, quán ăn, có nhiều thứ lắm. Đây có rất là nhiều quán ăn. Rồi bây giờ là mình sẽ đi ra khu vực ở trước Phước Lộc Thọ để cho mọi người cùng xem ha. Bữa nay thì cũng hơi vắng, chắc chiều chiều thì mới đông. Bà chủ, bà chủ, con Vicky nè đang quay. Ok, bây giờ Vicky sẽ đi ra trước cửa Phước Lộc Thọ để cho mọi người cùng xem cái chợ Tết của ở bên miền Nam Cali, tại thành phố Westminster ha. Quá là nhiều mai đẹp luôn không? Đây là những cái gốc mai đây nè. Có mai màu vàng nữa. Màu hồng. Quá đẹp. Thấy 3 ngày nay rồi. Chết cả nhà. Đây là một cái chợ trái cây đi. Quá đẹp.
giờ thời tiết rất là tốt, mình giờ mình có ánh nắng lên rồi đây. Ở đây là cái quầy hàng bông. Ở đây là những người cảnh sát, những người security để coi an ninh. Lên lầu Phước Hòa Thọ nè mọi người. We are heading upstairs to the second level of Asian Garden Mall. Ở trên lầu thì hơi vắng. Vicky sẽ đi băng về phía này để cho mọi người cùng thấy. Đây là một cái sân khấu á, người ta sửa soạn, người ta muốn lân vào ngày Tết của mọi người.
trên lầu á, khu vực quầy sau á, thì có rất là nhiều tiệm vàng. Đây là cái cửa ở ngoài sau. Ok, giờ Vicky sẽ đi đổ về trở lại để đi xuống dưới lầu 1 để cho mọi người cùng coi cái sân khấu mà cô chú của chủ Phước Lộc Thọ sẽ trang trí cho ngày mùng 1 mỗi lần như thế nào ha. Thạch ánh tím, đây là một cái cục thạch á mà lần đầu tiên Vicky thấy để trong một cái cánh cửa kiến như thế này đây nè. Ở đây thì có mấy anh chàng security. Ngân hàng của chị này bán vòng đèn rất là đẹp. Mình đi lại mình thăm cái viện của chị Trầm Hương. Đây là chị bán trầm thiên nhiên. Bữa nay chị lên đài hôm nay cho nên tiệm không có mở cửa hôm nay nha mọi người. Thôi bây giờ thì mình đi ra về. Vicky cảm ơn mọi người đã coi cái video này. Thank you so much for watching this video and I'll see you in the next one. Bye bye for now.